Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đang ráo riết truy tìm kẻ đã đột nhập tiệm bạc trên địa bàn. Đối tượng đã đục mái tôn, hốt sạch tiền và lấy đi số nữ trang bạc trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra thì kẻ trộm còn lấy đi một camera an ninh tại vị trí mái tôn leo xuống. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 15 tháng 11, một người đàn ông đột nhập vào tiệm bạc trên đường TA16, phường Thái An. Từ trên nóc nhà xuống, người này lục lọi lấy cắp nhiều tài sản như nhẫn, lắc tay, dây chuyền, mặt dây chuyền, vòng tay, tiền mặt. Tổng tài sản trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Kẻ trộm sau đó đã thoát ra khỏi tiệm bạc bằng đường cũ. Sáng cùng ngày, người trong gia đình chủ tiệm bạc phát hiện đồ đạc trong cửa tiệm bị xáo trộn. Trên nóc nhà có một lỗ hổng vừa đủ một người chui qua. Kiểm tra tài sản và xem lại camera thì phát hiện nhiều trang sức, số lượng lên đến hàng ngàn chiếc cùng với số tiền mặt đã bị kẻ trộm lấy mất. Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, điều tra truy xét vụ việc.